Lộc xin chào tất cả mọi người. Thì sáng hôm nay thì Lộc sẽ quay cảnh buổi sáng ở quê Lộc để mọi người cùng xem nha. Tại là sáng hôm nay thì Lộc có quen nhà bạn của Lộc mọi người. Thì Lộc thấy cảnh đẹp quá nên Lộc muốn quay lại cảnh buổi sáng ở quê cho mọi người cùng xem nha. Wow, hiện tại mọi người xem nè. Có một chậu hũ giấy nữa rất là đẹp luôn. Mình xin chậu hũ giấy nè. Nó rất là đẹp luôn mọi người ha. Màu đỏ nó rất là đẹp luôn. Đèn nữa mọi người. Đây dầu hũ giấy đèn nữa nè. Buổi sáng có những con chim sẻ sẻ kêu rất là hay luôn mọi người. Rồi, sáng hôm nay Lộc mời tất cả mọi người cùng đi dạo quanh ở quê Lộc nha. Đây cũng có một cây hũ giấy đang nở nè. Rồi, bây giờ tụi Lộc sẽ đi ra phía trước nha mọi người. Ra phía trước luôn. Nói chung là buổi sáng ở quê Lộc rất là mát mẻ luôn mọi người. Rất là bình yên luôn. Phía trước ở quê Lộc là một cánh đồng lúa mọi người. Hiện tại là đang lúa đang chín. Wow, mọi người xem coi, xem cây bông giấy nè, cũng đang nở nè. Nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Còn cái đây là lá cẩm nè mọi người. Đây là bông của lá cẩm nè, mọi người có thể nấu xôi nè. Ra màu rất là đẹp luôn. Đây là lá cẩm nè. Còn cây đây là cây bản tế mọi người. Cây này cũng lâu lắm mới ra bông. Cây này nè, cây bản tế nè. Đó. Còn đó là quay cây bông giấy đèn nữa nè mọi người. Mọi người xem cây bông giấy nè. Wow, nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Nói chung bông giấy tháng nắng á mọi người. Tháng nắng là bông giấy nở rất là nhiều luôn. Mọi người xem đèn nữa nè. Tại là mùa này bắt đầu nắng mọi người nên hồ giấy nở rộ rất là nhiều. Rồi bây giờ Lộc mời tất cả mọi người đi về phía trước nè. Đi dạo quanh ở quê Lộc nha. Có những bồn cầu nè mọi người. Trái màu đỏ rất đẹp luôn. Ở phía trước nhà bạn Lộc thì trồng rất là nhiều lá cẩm luôn nè. Lá nấu xôi ngon lắm mọi người. Rồi bây giờ Lộc sẽ đi phía trước luôn nha. Có cây xài nè. Cây xài đang ra trái này, đậu trái nè. Có mấy trái nè. Thì ở buổi sáng ở quê mọi người rất là yên tĩnh luôn. Mọi người xem nè, cái hũ giấy nè rất là đẹp luôn mọi người ha. Rồi bây giờ Lộc sẽ đi vòng vòng ra phía trước để Lộc quay cho mọi người cùng xem nha. Có một cây bông này nè, nở màu tím nhưng mà Lộc không biết cái loài hoa này mọi người. Cây này bông vàng nở, vàng đỏ đỏ nè mọi người. Ở quê Lộc thì kêu cây bông lé. Còn cây bông tím tím thì Lộc không biết. Nhưng mà buổi sáng là nở mọi người. Wow, mọi người xem cảnh buổi sáng ở quê Lộc nè. Nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Nói chung là mùa này lúa trổ á. Lúa trổ cũng đang chín mọi người. Nên đứng tại cánh đồng lúa rất là thơm luôn. Ở phía xe kia mọi người là đây là mỏ đá nè. Đó, đây là mỏ đá nè. Cảnh buổi sáng ở quê Lộc rất là bình yên luôn. Nhìn rất là đẹp luôn. Tại là cánh đồng lúa phía trước mọi người đang trổ.
cái cánh lúa có cái ruộng lúa bên đây là mọi người, thì đang chín nè. Đây Lộc quay cho mọi người cùng xem, sau đó Lộc sẽ đi vòng vòng đi lên phía trên luôn nha. Đây là lúa đang chín nè mọi người, cùm hết rồi. Wow, nhìn cảnh buổi sáng ở quê rất là thích luôn. Ở bên đây thì người ta cũng có trồng rau đó mọi người, rất là nhiều rau luôn nè. Người ta trồng cải nè, rất là nhiều cải luôn. Wow, nhìn thấy buổi sáng rất là thích luôn mọi người ha. Đây là mấy cây dừa ở nhà bạn Lộc nè, trái rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ Lộc ngồi tới kém, mình cùng vòng vòng đi lên phía trên nha. À, ở phía trước là đi lên trên ruộng mọi người, thì có một dạng hồ giấy ở phía trước nhà nhìn rất là đẹp luôn. Nói chung là bốn bên ở quê Lộc là toàn là núi không mọi người, nguyên một cánh đồng lúa luôn. Đi. Dạ đi sáng mà nào. Dạ. Wow, mọi người xem dạng hoa giấy phía trước nhà mình nọ đó, rất đẹp luôn. Wow, nở màu đỏ rất đẹp luôn. Bên trong nhà bà nội thì có trồng rất là nhiều hồ giấy luôn. Người xem nè, ở phía trước nhà bà nội nở rất là nhiều hồ giấy luôn. Thì lên phía trên luôn nha mọi người. Nói nhà ông chú bên đây thì cũng có trồng cải nè. Đây nhà của chú Què. Đây là lúa đang chỗ nè mọi người, nhìn rất là đẹp luôn. Nhà có chú Què thì có trồng những cái cây bông lé. Đây, những con chim xỉ xỉ mọi người kêu rất là hay luôn. Có mấy đứa nhỏ là cậu ké bên trong hồ. Phía sau này cũng trồng cải nè. Rồi mệt mỏi tới kém, mọi người cùng đi vòng vòng lên đây cùng ngắm cảnh đồng quê ở Lộc nha. Buổi sáng rất là yên tĩnh luôn mọi người. Đồng lúa mênh mông luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Rất là thích luôn người ha. Buổi chiều mọi người, buổi chiều hay là buổi sáng á, mọi người có ở quê á, thì Lộc á đi dạo quanh một vòng ở quê rất là thích luôn. Đây là phía dưới cái mương á mọi người, thì người ta đỡ xẻ vào ruộng á cho lúa trổ, hiện tại là lúa đang trổ nè, người ta đang xẻ nước vào mọi người. Ở phía khúc trong kia là lúa chín vàng hết rồi, mọi người thấy không? Một khúc lúa bên trong là chín vàng từ chỗ khúc cung núi mọi người, thì bữa người ta cắt khúc ra đi ra rồi.
Thì giờ Khúc ở ngoài đây đang chín nè. Đây chín này là mọi người thấy không? Khúc này thì do họ được lúc năm vừa rồi mọi người bị mưa mấy ngày nên bị ngập lúa, thì lúa này người ta gieo sâu á nên bây giờ chỉ mới trổ thôi, còn khúc trong là đang chín hết rồi nè. Này chừng khoảng một tuần hay tuần sau nữa là người ta cắt á mọi người, còn khoảng 10 ngày nữa là cắt à. Nói chung là lúa là nhanh chín lắm. Đây có một đám lúa cũng đang trổ nè. Nhìn cảnh buổi sáng rất là yên tĩnh luôn. Xe bên trong kia là am chúa mọi người. Nhà Lộc thì cũng gần am chúa luôn. Đó, mọi người thấy không? Bên trong ngọn núi bên trong là am chúa. Cảnh buổi sáng rất là bình yên luôn, cũng có vài người đi câu cá luôn. Bốn bên chỗ Lộc là đồng ruộng lúa, toàn là núi không à. Buổi sáng đi dạo một vòng quanh ở quê rất là thích luôn, tại là mùa này là bắt đầu là phía trong là mình người dân mọi người. Thì chỉ còn vài ngày nữa là người ta cắt lúa mọi người. Tại do năm nay bị nhần á, năm nay bị nhần nên am chúa thì còn đến một tháng nữa mới đến lễ hội luôn mọi người. Nên chừng khoảng một tháng nữa thì Lộc sẽ quay lễ hội tại lớn nhất tại ở quê Lộc để mọi người cùng xem nha. Đây là lễ hội lớn nhất mọi người. Hàng năm thì sẽ có lễ hội Thiên Yane Thánh Mẫu mọi người, là lễ cúng bè mọi người, rất là lớn luôn. Nên năm nay thì Lộc sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Ở phía trong góc là núi, phía dưới là am chúa mọi người. Đó. Rồi Lộc cũng xin kết thúc video nha mọi người. Lộc cũng mới vừa quay cảnh buổi sáng ở quê Lộc để mọi người cùng xem á. Mọi người xem video thấy hay thì đăng ký kênh, ủng hộ Lộc và theo dõi những video mới nhất từ kênh của Lộc nha. Lộc xin chào tất cả mọi người nha.